Phần 10. Nguyên tắc kết nối. Nhà lãnh đạo phải thu phục lòng người trước khi bắt tay vào công việc. Tôi thích giao thiệp, nó là một trong những sở thích và niềm đam mê của tôi. Mặc dù đã dành hơn 30 năm cho công việc diễn thuyết, tôi vẫn luôn tìm kiếm những phương thức mới để nâng cao và cải thiện lĩnh vực này. Đó chính là lý do tôi cố gắng gặp gỡ những người có sức mạnh và khả năng hàng đầu trong giao tiếp mỗi khi có cơ hội. Ví như khi tôi tới San Jose, California để dự một cuộc quyên góp do phòng thương mại sở tại thực hiện. Những người phát biểu hôm đó đều là những bậc anh tài, những ngôi sao diễn thuyết, Mark Russell, người có năng khiếu pha trò đầy hiệu quả, Mario Cuomo, có thể truyền sức sống vào tất cả mọi đề tài ông nói. Malcolm Forbes, một người tài năng luôn có những ý tưởng để tất cả các đề tài ông nói trở nên mới mẻ. Và Colin Powell, một người luôn tự tin rằng ông có thể đưa đến cho tất cả mọi người sự bình an và niềm hy vọng. Tất cả họ đều là những người rất mạnh mẽ và có khả năng phát triển mối quan hệ sâu sắc với mọi người. Họ thực sự thật tuyệt vời. Nhưng không ai trong số họ là người tôi thích. Người tôi thực sự ngưỡng mộ chính là Elizabeth Taylor, là bạn thân của khán giả. Không có gì ngạc nhiên nếu bạn cũng từng nghe về Elizabeth Taylor. Bà là một luật sư kinh tế, là thành viên trong chính quyền Tổng thống Reagan và Tổng thống Bush. Hiện tại bà là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ. Bà dường như có ma lực trong giao tiếp. Tặng phẩm của bà ngày hôm đó ở San Jose là mang lại cho tôi và toàn bộ khán giả cảm giác bà ấy thực sự là một người bạn. Bà đã tạo cho tôi cảm giác được chào đón ở đó. Điểm mấu chốt là bà hiểu sâu sắc cách kết nối với mọi người. Các bạn biết không, năm 96, bà đã chứng tỏ cho cả nước Mỹ biết khả năng của bà khi diễn thuyết tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Khi Elizabeth Taylor bước ra khỏi khán đài đêm ấy, họ đều cảm thấy bà ấy là một người bạn thân của họ. Mặc dù tôi chỉ xem chương trình đó qua TV ở phòng khách nhà tôi, nhưng cũng có cảm giác gần gũi như vậy. Khi bà ấy kết thúc bài phát biểu của mình, tôi cảm thấy muốn đi theo bà ấy khắp mọi nơi. Bud không bao giờ làm được điều ấy. Bud, chồng của bà Elizabeth, cũng phát biểu trước hội nghị hôm đó, vì ông là người được Đảng Cộng Hòa đề cử tham gia chiến dịch bầu cử tổng thống, thế nhưng ông lại không làm được điều giống như bà Elizabeth. Lý do vì sao? Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp để trả lời cho câu hỏi này nhé. Bất kể một ai xem chương trình đó đều nhận thấy một sự khác biệt rất rõ ràng giữa khả năng kết nối của hai người phát biểu. Với Elizabeth thì nồng ấm và cởi mở, còn Bob thì nghiêm nghị và xa cách. Trong suốt chiến dịch, ông ta hầu như không xây dựng được kênh kết nối với mọi người. Có rất nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng không ít những vấn đề trong số đó là khả năng giao lưu, kết nối với mọi người của các ứng cử viên. Đã có quá nhiều giấy mực viết về cuộc tranh luận giữa Kennedy, Nixon trong cuộc bầu cử năm 60. Một trong những nguyên nhân đưa Kennedy chiến thắng là do ông có khả năng tạo cho khán giả truyền hình cảm giác gần gũi với ông. Đó cũng là phương thức đã được Ronald Reagan áp dụng khi phát biểu trước những khán giả của ông. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 92, Bill Clinton đã làm việc thật tích cực để phát triển khả năng kết nối với nhân dân Mỹ. Để làm được việc đó, ông thậm chí còn xuất hiện cả trên chương trình truyền hình Eshino và chơi cả saxophone. Tôi tin rằng Bob Taylor là một người tài, nhưng tôi cũng biết rằng ông ấy không bao giờ kết nối được với mọi người. Sau khi chiến dịch bầu cử tổng thống kết thúc, ông đã xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp tối thứ Bảy, một chương trình nói về những chuyện hài xảy ra trong suốt chiến dịch, nhưng ngụ ý rằng ông ấy không phải là một người hài hước và đã không đạt được một sự ảnh hưởng nào. Trong buổi truyền hình, Taylor đã bước ra với tư thế thật thoải mái, dễ gần và có thể thực hiện vài hành động hài hước, song ông ấy đã gây phản cảm cho khán giả. Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu chương trình đó diễn ra vào đầu chiến dịch. Một nội dung quan trọng của phần này mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả, đó là để kết nối và tác động đến tình cảm trước lý trí, những nhà lãnh đạo hiệu quả đều biết rằng phải thu phục lòng người trước khi bắt tay vào công việc. Đó là nguyên tắc kết nối. Tất cả những nhà diễn thuyết vĩ đại đều nhận ra sự thật này và hiện thực hóa nguyên tắc này thuần thục gần như bản năng. Bạn không thể thúc ép ai đó làm việc gì trừ khi bạn tác động vào tâm lý của họ trước. Tình cảm luôn đi trước lý trí. Frederick Douglass là một nhà hùng biện vĩ đại và là lãnh đạo Mỹ gốc Phi thế kỷ 19. Nhiều người đã từng nghe ông hùng biện kể rằng ông có khả năng liên kết siêu việt với mọi người.
và hướng trái tim của họ tập trung vào ông khi ông nói. Nhà sử học Lejeune Pinot đã kể về Daulat. Ông ấy có thể làm cho mọi người cười ở nơi mà những tên chủ nô giảng dạy về đức vân phục Kitô giáo. Ông có thể làm cho họ nhận ra nhân quyền của một thiếu nữ da đen nô lệ đang bị một chủ nô lệ tàn ác hãm hiếp. Ông có thể làm cho họ nghe được tiếng khóc thổn thức của một người mẹ khi phải xa rời đứa con. Qua cách truyền đạt của ông, mọi người có thể khóc, nguyền rủa, có thể cảm nhận, thậm chí mọi người có thể cảm như mình đang sống trong kiếp nô lệ thực sự. Mối quan hệ công và tư. Quan hệ với mọi người không chỉ cần thiết khi một nhà lãnh đạo đang thực hiện công việc truyền đạt cho một nhóm người, mà còn cần thiết cho từng cá nhân. Kết nối và quan hệ giữa các cá nhân càng chặt chẽ, thì mọi người càng muốn hỗ trợ cho nhà lãnh đạo mà họ phục tùng. Đó là một trong những nguyên lý quan trọng nhất mà tôi đã hướng dẫn cho những nhân viên của mình nhiều năm qua. Kết nối và quan hệ giữa các cá nhân càng chặt chẽ, thì mọi người càng muốn hỗ trợ cho nhà lãnh đạo mà họ phục tùng. Khi nhân viên của tôi ở Salin rầu rĩ phàn nàn, tôi thường nói, mọi người không quan tâm bạn biết những gì cho đến khi họ nhận ra bạn quan tâm đến điều đó như thế nào. Họ đều biết rằng điều đó hoàn toàn đúng. Bạn nâng cao uy tín trước mọi người khi bạn có được những mối quan hệ với họ và thể hiện bạn thật lòng muốn giúp họ. Những nhà lãnh đạo kỳ xuất có khả năng kết thân trên cả hai cấp độ, với nhiều cá nhân và với một cá nhân. Khosetna.com.vn Xin chuyển đến quý vị thính giả, ví dụ minh họa về vấn đề này. Tiêu biểu về vấn đề này là Ronald Reagan. Khả năng phát triển mối quan hệ với người nghe của ông đã được khẳng định qua biệt danh mà họ đã dành tặng cho ông, người truyền đạt vĩ đại. Nhưng không chỉ có vậy, ông còn có khả năng thu phục trái tim của mọi người và kéo họ lại gần mình. David Norden, nguyên là người soạn diễn văn cho Tổng thống Reagan đã nói, Tổng thống thường trở lại Nhà Trắng sau một cuộc hành trình dài, và khi nghe thấy tiếng trực thăng của ông hạ cánh, những nhân viên đều tạm dừng công việc và Dinner Elliot thường hô lên, bố về. Đó là dẫn chứng rõ nét nhất cho tầm ảnh hưởng của ông đối với mọi người xung quanh. Các bạn thấy đấy, bạn không cần thiết phải có sức hấp dẫn như Ronald Reagan để kết thân với mọi người. Một lúc nào đó bạn sẽ khám phá ra khả năng kết nối của bản thân khi bạn có ý muốn tìm kiếm nó. Mới đây, tôi có đọc về lễ tang của Sonny Bono. Mặc dù ông ấy đã thành công trên chính trường quốc tế, đã từng làm việc cho Palm Springs và là thành viên của Quốc hội Mỹ, song hầu hết mọi người nhớ đến Bono qua những chương trình nói về kinh doanh. Ông không thực hiện được công việc đó một cách nghiêm túc. Với quần áo xộc xệch và không biết hát, ông đã trở thành trò cười cho Cher. Nhưng ông ấy lại biết cách giao lưu với mọi người. Trong lễ tang của ông, cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Newt Gingrich đã chia sẻ. Quý vị hãy nhìn ông và tự nghĩ thầm, ông này không thể là một người nổi tiếng. Ông cười, ông nói điều gì đó và bạn lại thầm nghĩ, đây không phải là một người nghiêm túc. Sau một vài câu chuyện hài hước mà quý vị thổ lộ với ông giúp quý vị giải quyết một vấn đề mà quý vị bắt đầu nhận ra người này đang làm việc rất tích cực, là một người nghĩ thấu đáo, người dành tất cả sự quan tâm sâu sắc, bằng tất cả kỹ năng, ý tưởng cao độ nhằm mong muốn làm cho quý vị trở nên lớn hơn ông, để ông có thể phục vụ quý vị. Điều đó sẽ làm cho vấn đề của quý vị trở nên đơn giản hơn, và quý vị đang cần có sự cộng tác của ông. Bono đã hiểu nguyên tắc kết nối, ông đã chiếm được trái tim của mọi người trước khi đạt được sự hỗ trợ của họ. Ông biết rằng phải chiếm được cảm tình của họ trước khi mong được họ giúp đỡ. Một điểm quan trọng trong nguyên tắc kết nối mà khosetna.com.vn cũng như Dự Lan muốn gửi đến quý vị thính giả ngay bây giờ đó là hãy kết nối lần lượt từng người. Bí quyết kết nối với những người khác là kết nối với từng người, tướng độc mình, qua khóp nhấn mạnh. Tôi đã từng thấy những nhà lãnh đạo bình thường, khi họ đứng trước một trung đội, họ chỉ nhìn thấy một trung đội. Nhưng những nhà lãnh đạo kiệt xuất, khi đứng trước một trung đội, họ nhìn thấy 44 cá nhân. Mỗi người trong số họ đều có những nguyện vọng. Mỗi người trong số họ đều muốn sống tốt, và mỗi người trong số họ đều muốn làm những điều tốt. Kết nối với nhiều người trong một nhóm, quan hệ với họ như những cá nhân. Tôi đã từng có cơ hội nói chuyện với những học viên rất ấn tượng trong một khóa học về lãnh đạo. Số học viên tham gia ở sân vận động đã lên đến con số từ 60.000 đến 70.000. Và đồng nghiệp của tôi cũng là người diễn thuyết hôm đó đã hỏi tôi, làm thế nào anh nói chuyện được với số người khổng lồ như vậy? Bí quyết thật đơn giản, tôi không cố gắng nói cho hàng ngàn người. Tôi tập trung để nói cho một người, đó là cách duy nhất để kết thân với mọi người, đó là nhiệm vụ của lãnh đạo. Và nhà lãnh đạo gặp khó khăn với nguyên tắc kết nối, vì họ cho rằng, kết nối là trách nhiệm của những người dưới quyền. Điều này hoàn toàn chính xác, đối với những người mang chức danh lãnh đạo. Họ thường nghĩ tôi là ông chủ, tôi có chức, có quyền. Những người này là quân của tôi, hãy để họ tự đến với tôi. Nhưng những nhà lãnh đạo thành công
Những người tuân thủ nguyên tắc kết nối thì luôn là những người chủ động khởi xướng. Họ thực hiện bước đầu tiên với mọi người, rồi sau đó cố gắng tiếp tục thiết lập mối quan hệ. Điều đó không phải luôn dễ dàng, nhưng nó rất quan trọng đối với thành công của một tổ chức. Lãnh đạo phải thực hiện điều đó, bất kể những trở ngại nào cản bước họ. Tôi đã học được bài học này năm 72, khi gặp phải một tình cảnh vô cùng khó khăn. Khi đó, tôi đang tới Lancaster, Ohio để nhận nhiệm vụ lãnh đạo cho giáo đoàn này. Trước khi nhận vị trí này, tôi đã tìm hiểu từ một người bạn và biết rằng nhà thờ này vừa trải qua một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến vấn đề xây dựng dự án, hàn gắn những vấn đề xung đột. Là một người có ảnh hưởng trong giáo đoàn, tên là Jim Buss, ông đã được bầu làm trùng chánh cho giáo đoàn này, và tôi cũng đã được nghe rằng vài tin tiêu cực về ông, đại loại như ông là người bảo thủ, ông thường thích dùng ảnh hưởng của mình để đưa họ vào những mục tiêu không phải lúc nào cũng có ích cho giáo đoàn. Vì mục sư trước đã không ít lần đụng độ với Jim, nên tôi nhận ra cơ hội tốt nhất của tôi để thành công trong công việc lãnh đạo ở đó là hãy làm thân với Jim. Chính vì vậy, điều đầu tiên tôi làm khi tôi đến đó là hẹn gặp ông ở văn phòng của tôi. Jim là một người đàn ông cao lớn, cao khoảng trên 1m90 và nặng trên 100kg. Một mẫu người rất phù hợp cho việc đi săn gấu mà trong tay chỉ cần một cái gậy. Một người đầy uy lực đang ở tuổi 65. Ngược lại, tôi chỉ mới có 25 tuổi. Khi ông bước vào, tôi đã nói: "Thưa ông Jim, tôi biết rằng ông là người rất có ảnh hưởng với giáo đoàn của chúng ta, và tôi muốn bày tỏ với ông rằng tôi muốn làm tất cả những điều tôi có thể để chúng ta có một mối quan hệ tốt. Tôi muốn được gặp ông tất cả bữa trưa thứ ba trong kỳ nghỉ để được trao đổi với ông những vấn đề của giáo đoàn. Khi tôi là lãnh đạo ở đây, tôi sẽ không bao giờ quyết định một công việc gì cho giáo đoàn mà không thảo luận trước với ông. Tôi muốn làm việc với ông, nhưng tôi cũng muốn cho ông biết rằng tôi đã nghe thấy nhiều ý kiến nhận xét ông là một người rất tiêu cực. Tôi đã nói như vậy. Và nếu ông thích những cuộc đấu, hay nếu ông khăng khăng chống lại tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ ở vị trí đối kháng. Vì ông có quá nhiều ảnh hưởng, và tôi biết rằng ông sẽ giành thắng lợi ở hầu hết quãng thời gian đầu, nhưng tôi sẽ quyết tâm xây dựng phát triển mối quan hệ với mọi người, và lôi kéo những người mới về với giáo đoàn, và một ngày nào đấy, tôi sẽ có ảnh hưởng lớn hơn ông. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là khởi xướng mối quan hệ. Nhưng tôi không muốn căng thẳng với ông. Tôi tiếp tục. Ông đã 65 tuổi, có thể nói rằng ông chỉ sống thêm 10 đến 15 năm nữa. Với sức khỏe tốt, cũng như ông còn có thể làm việc được, nếu muốn ông có thể biến những năm tháng này thành những năm tuyệt vời nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông. Chúng ta có thể cùng làm nhiều việc lớn cho giáo đoàn này, nhưng quyết định là tùy ở ông. Khi tôi kết thúc, Jim chẳng hề nói một câu nào. Ông đứng dậy và bước ra đại sảnh. Dừng lại lấy một cốc nước uống, tôi đã theo ông ra ngoài và chờ đợi. Sau một hồi lâu, ông đứng thẳng người và quay lại. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn nhanh trên má ông, và sau đó, ông đã ghì chặt lấy tôi. Tôi luôn ủng hộ ngài, và thực tế là Jim đã luôn ở bên cạnh tôi. Ông sống thêm được 10 năm nữa, và chúng tôi đã cùng nhau làm được rất nhiều điều có ích cho giáo đoàn. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi đã không có can đảm kết thân với ông trong ngày đầu tiên ở văn phòng của mình. Các bạn thân mến, một nội dung quan trọng trong nguyên tắc kết nối mà kho.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là thử thách càng khó khăn, kết nối càng lớn mạnh. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ với mọi người trước khi đề nghị họ đi theo bạn. Nếu bạn đã từng tìm hiểu về cuộc đời của những nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng, bạn có thể nhận ra những chỉ huy xuất sắc nhất đã áp dụng nguyên tắc kết nối. Tôi nhớ đã đọc được rằng, trong chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, tướng Delgas MacArthur đã nhắc nhở viên chỉ huy đại đội trước khi giao nhiệm vụ: "Thiếu tá, khi nhận được tín hiệu tấn công, tôi muốn thiếu tá là người vượt lên trước khi quân lính của thiếu tá xung phong. Nếu như thiếu tá làm như vậy, họ sẽ đi theo thiếu tá." Sau đó, MacArthur tháo huy hiệu anh hùng và gắn vào ngực viên thiếu tá. Ông đã tặng thưởng chính huy hiệu anh hùng của ông cho viên thiếu tá trước khi ông muốn viên thiếu tá thực hiện sứ mệnh anh hùng, và tất nhiên, viên thiếu tá ấy đã chỉ huy xuất sắc đội quân. Tất cả quân lính đã theo sự lãnh đạo đó, và họ đã chiếm được căn cứ của địch, đạt được mục tiêu của họ. Thực tế, họ chẳng quan tâm bạn hiểu biết đến đâu cho tới khi họ biết bạn quan tâm đến họ thế nào. Không phải tất cả những câu chuyện về quân sự đi theo nguyên tắc kết nối đều dễ dàng. Ví dụ như câu chuyện Napoleon đã thực hiện nguyên tắc ấy bằng cách học nhớ tên toàn bộ tướng lĩnh của mình, nơi họ sống, trận đấu nào họ đã cùng ông tham gia. Còn Robert E. Lee,
thì đã đi thăm tất cả quân lính ở trại của họ đêm trước trận chiến diễn ra, và ông thường xuyên gặp gỡ quân lính ngay sau những ngày chiến đấu. Gần đây hơn, tôi đã đọc thấy cách Norman Walcott kết nối với quân lính của ông, Giáng sinh năm 90 trong cuộc chiến vùng vịnh. Ông đã dành cả ngày ở với các nam nữ quân nhân đang phải sống xa gia đình. Trong hồi ký của mình, ông viết, tôi khởi hành từ làng Lockhead và nhóm đã ngồi vào ăn bữa tối, mặc dù trời vẫn đang là buổi chiều. Họ phải ăn thay ca, tôi đã đến bắt tay rất nhiều người. Sau đó, tôi tới làng Ashcon, ở đó có ba hội trường lớn. Khi vừa đặt chân đến làng, tôi nhận ra quân lính đã xếp một hàng dài trên đường đi vào. Tôi đã bắt tay tất cả mọi người trong hàng, đi vào phía trong. Tôi gặp tất cả mọi người trong ban hậu cần, giúp việc và cả những người đang làm nhiệm vụ trên đường tôi bước trong hội trường. Bước tới tất cả mọi bàn ăn và chúc mừng Giáng sinh tới họ. Sau đó tôi đi tới nhà ăn thứ hai và thứ ba, và tôi cũng đã làm như vậy. Rồi tôi đã trở lại doanh trại thứ nhất, tập duyệt bài thực hành, bởi vì ở đây vừa nhận một đội hình binh lính mới. Sau đó tôi ngồi xuống với vài nhóm, và cùng ăn tối với họ. Trong khoảng thời gian 4 giờ đồng hồ, tôi đã có khoảng 4.000 cái bắt tay. Walcott không có nhiệm vụ phải làm như vậy, nhưng ông đã làm. Ông đã dùng một trong những phương thức hữu hiệu nhất cho công việc kết thân với mọi người. Tôi gọi đó là đi chậm chậm qua đám đông, có thể không lọt tai lắm, nhưng thực tế họ chẳng quan tâm bạn hiểu biết đến đâu cho tới khi họ biết bạn đang quan tâm đến họ thế nào. Kết quả của kết nối. Khi một nhà lãnh đạo hoàn thành công việc kết thân với mọi người dưới quyền, bạn có thể nhận ra điều đó qua cùng cách hoạt động của tổ chức. Trong lực lượng người lao động, nổi bật lên lòng trung thành và sự kính trọng sâu sắc, tầm nhìn của nhà lãnh đạo trở thành một khát vọng cho mọi người, và tác động sinh ra là hiển nhiên. Bạn cũng có thể nhận ra kết quả bằng những con đường khác nhau. Ví như năm 94, vào đúng ngày của sếp, tờ USA Today đã dành tròn vẹn một trang cho hợp đồng đăng tải một lá thư từ những cán bộ nhân viên hãng Southwest Airlines gửi cho Hal Kelleher, giám đốc điều hành của công ty. Cảm ơn Hal vì đã nhớ tên của tất cả chúng tôi, vì đã ủng hộ cho nhà Shannon McDonald, vì đã cho phép chúng tôi mang tất cả hành lý trong ngày lễ tạ ơn, vì đã trao cho tất cả mọi người những cái hôn, vì đã lắng nghe, vì đã mang đến lợi nhuận cho hãng, vì đã hát trong bữa tiệc của ngày hội của chúng tôi, vì đã hát chỉ một lần trong năm, vì đã cho phép chúng tôi đi giày thể thao và mặc quần short khi làm việc, vì đã chơi golf ở câu lạc bộ truyền thống, vì cuộc nói chuyện ngoài trời ở Sam Donaldson, vì đã được đi trên xe Eki Davidson của ngài tới phòng điều hành của công ty. Vì đã không chỉ là một ông chủ mà còn là một người bạn của chúng tôi. Lời chúc mừng chân thành, ngày của sếp từ 16.000 cán bộ công nhân viên của ngài. Một sự bày tỏ về tầm ảnh hưởng như vừa nêu chỉ có thể xảy ra khi một nhà lãnh đạo đã làm việc đắc lực để kết thân với tất cả cấp dưới của ông. Để lãnh đạo bản thân, hãy sử dụng cái đầu. Để lãnh đạo mọi người, hãy sử dụng trái tim. Đừng bao giờ coi thường hay đánh giá thấp tầm quan trọng của việc xây dựng cầu nối giữa bản thân và mọi người bạn lãnh đạo. Người xưa đã nói, lãnh đạo bản thân bằng lý trí, lãnh đạo mọi người bằng trái tim. Đó là nguyên lý của nguyên tắc kết nối. Hãy luôn dành vị trí trong trái tim họ trước khi nhờ họ giúp đỡ.